Trước hết thì tôi cũng có lời khuyên với anh em chúng sanh, thì đời nay đừng có tin ai mà nghe nói giàu có rồi ham bỏ đi Việt Nam mà đi sang qua Trung Quốc bên biên, rất là khổ. Đừng có nghe lời người ta, mình ở Việt Nam đi, có gì mình ăn gì đó, ăn cái nấy để mình sống đó, mình lo để tu hành. Vì đời giả tạm, đừng ham tiền nữa. Thì bây giờ ở nhà gắng là cúng lại, đừng mà làm việc thiện, đừng mà sau này đi lập hội Long Hoa Thánh Đức, nó cài cặn sát một bên rồi. Cô bác cũng nghe những lời tôi nói nó rất là rõ, đừng ham tiền nữa. Ai ai cũng cứ ham tiền như chim vào lưới mà xích tiền chó thăng, nó cháu à. Tại vì ở đó là cái tuần của Phật lập đó cháu à. Ông Sấm ông Xét á, ngày xưa hai ông á ở chạy ruộng cài đất cho Đức Phật Thầy đó. Bây giờ hai ông, một ông thì bên Trung Quốc, một ông thì bên Nhật Bản. Cái ông Trung Quốc này á, là ông Sấm đó, ông đi kiếm chuyện tùm lum hết á, để mà cho gây chiến tranh ra, để bùng nổ Biển Đông, để lập đời Thượng Ngôn Thánh Đức đó cháu à. Tại vì Việt Nam mình nó cũng ít có tin Phật, tin Thầy. Người ta ham giàu tiền của, người ta là sắm xe hơi nào xây nhà, chứ người ta đâu có nghĩ cái cảnh khổ tới bên đâu cháu. Thì bây giờ trong 2 năm vừa rồi, nó chuột còn đây chưa thấy khổ đâu. Trần Đức Đích con trâu phá cổng đó, con thấy chưa? Chết mà trâu không kịp, chết còn chỉ lấy miếng cho không đó. Như vậy đó mà chưa tin đó. Thì con của Phật của Thầy khùng thì mới biết những lời thiên cơ của Phật dạy, chứ những người không khùng sao ta biết được. Người ta không dạy hàng ngày, người ta danh lợi bạc tiền tài ở cõi trần, người ta đâu có học, thì thành ra người ta đâu có biết cảnh khổ kế bên rồi. Thì bây giờ thằng Trung Quốc nó chở đồ đạc súng nóng nào là đủ các thứ, nó qua bên ranh giới chỗ là Đài Loan đó. Dạ, thưa ông Tám, thì trong giảng thầy nó cho biết là chốn Ta Bà tiêm lụng dầu mòn là sao ông Tám? Tiêm lụng dầu mòn là tất nhiên là không tu, thì tới ngày đã gần tới giờ rồi. Mấy thiên cơ mỗi phút mỗi thay mà. Nẻo thận si như thể thanh bay đường dính nhật, rửa mai một lát. Thì bây giờ nó đã sắp lụng rồi, sắp tới ngày Phật lập đời rồi. Thì khắp thế giới này đâu còn nữa. Thì bây giờ trở lại ai hiền thì còn sống. Trong tháng 9 này thì tới con heo là tháng 10. 2 tháng này chó heo là nát thịt xương tan mà. Không nghe cùng thì chuốc thấy đau thương. Khắp thế giới chiến tranh liên tử thì rất là đau khổ trong tháng 9 tháng 10. Trong lý lịch của Thầy thì ông ghi trong đoạn giữa đó, ông nói là Quỳnh Long tử thế gần sanh chúng, bổn tánh hòa thương hảo dị đầu, tiên cảnh tốt ly truyền bá kỷ, thì có 100 năm thôi thì hết nhiệm kỳ của Phật, thì Phật lập đời. Chừng nào mới đặng thánh đời, qua năm thức hệ Phật trời định thân, vừa qua năm thức hệ, năm thức là con chó, năm hại là con heo, tới năm tí thì mở hội. Trong 2 năm vừa rồi nó rất là đau khổ cho tất cả anh em trong nước và ngoài nước. Vậy đó cháu ạ. Dạ, thưa ông Tám, thì thầy cho biết là cha nọ bồng con vợ tóc hòa. Đây, tới tháng 8 tháng 9 thì cháu sẽ biết cha nọ bồng con vợ khóc hòa.
tan nát sóng biển khổ dữ a. Nhà không kẻ ở, ôi nói trước, chẳng tin lời gặp tiếc a. Trăng chính là chó, trăng chính là phải con chó. Chó ai mà bỏ nhà quan là không còn ở trong nhà nữa đó. Thay phơi chết đói ngổ ngang sống làng, heo tôi nay đúng là màng. Cạo lông chia thịt giao toàn nắm châu, rồi chuột nhỏ đào ổ quá sâu. Nằm lăn cá ai đâu biết gì, châu tôi sức khỏi ai bị. Trời cho nước cạn bất kỳ cài chơi, ngày nay đúng buổi nghỉ ngơi. Hạ ơn ăn Tết một năm xin về, thì Tết năm nay rất là đau khổ cho chúng sanh. Đêm 30 là cái ngày đó, ai ơi đừng nói tôi khùng. 30 mùng 1 vợ mùng ngủ vô, tháng giêng là mắm muối mặn khô. Tháng tư chú sáu ước cô về chùa, rất là đau khổ trong cái tháng Tết, từ cái tháng 8 trở lên cho tới tháng Tết thấy cháu à. Tại vì người ta không có hiểu, thành ra mình không có trách được anh em. Thì nó chuyên cơ thì nó rất là rõ, không phải người nào mà cũng hiểu được cái chuyện của Phật của trời vậy đó. Thì ai tin không tin ông Tám thì thôi, thì tới đó thì biết liền chứ gì. Thì nghe thiên tai, địa ách, giặc giả, chiến tranh. Câu hiện bây giờ nó ra trước mặt mình đó. Mắt nhìn ngoại quốc thảm thế, nam bang cảnh cổ cũng kề bên tai đó cháu. Thì bây giờ thiên tai đủ thứ hết. Đức Ý, Mỹ, Nga, Anh, Trung Quốc, Đài Loan, hay là bệnh dịch bây giờ nó tràn lan tùm lum hết rồi đó. Nhà tan cửa nát trong 5 tiếng đồng hồ mà động đất 27 lần. Cháu tính đi, hồi đó giờ có vụ này không? Như vậy mà chưa tính là sao? Đúng rồi cháu, mùng 3 tháng 9 kia là trời nổ 3 tiếng vậy mà đặc xây. Tháng 9 là trái chín xuất cùi rồi, thì nó rõ ràng rồi. Tháng 10, 10 tháng gì thì còn có ai à. Chuột kêu nó cấm lộ đài, cháu về ăn nghỉ là ngày tương ứng. Rõ ràng rồi cháu. Thì trong tháng 7, tháng 8 này mà đến thân dậu thấm thần náo động đó, thảm cho trần nhà trống cũng quang. Tiếng than rồi lị nhỏ khóc tràn, ngạn tay dồn dập sớm làng còn chí. Biến di là thay đổi đó, địa hình đó, không còn gì hết cháu à. Cải dầu đó cháu à, ngọn cải dầu chống lỏng cửa trời, người luôn có đến đổi về hiền lương. Ngọn cải dầu hải cá có biết chưa? Dạ. Mai sau là núi Sam kia mất đất sân đại đó. Đó đúng rồi đó cháu, cửa ngã bác có nổi nhị sơn, núi Sam thiêu mất người thất sang điện đài, nó liên tục vào năm dần này luôn đó cháu à. Từ từ cháu à, tới cái ngày thất nghiệp đêm mê là không ai biết ai rồi cháu à. Thay đổi cái đất đó cháu.
ai tu thì được thay hồn đổi xác, còn ai không tu thì trả theo nghiệp lực của mình tự tạo lấy ở cõi trần này. Đúng rồi đại cháu, thằng Nga đó, thằng Nga nó cũng là đã khởi ra bên trước rồi đấy, rồi tới Nhật, rồi tới Mỹ với Tàu, ba thằng này nó khởi chiến với Đài Loan, thì bắt đầu ở Biển Đông này, lo mà giết sát. Chiến này đã sẽ bùng nổ trong tháng 9, tháng 10, nghe cháu. Cái này thì ở đâu cũng được, ăn liền ở lành ở đâu Phật cũng cứu hết cháu à. Dân phụ Bồ Tát từ bi, trèo thiền bắt nhã ước cứu thì trần gian, chỗ nào Phật cũng cứu hết trơn. Chứ không phân biệt là Đông Tây Nam Bắc hay nước nào? Không không, không phải vậy đâu. Đâu phải Việt Nam tu mà bên Mỹ người ta không tu. Cái nước nào cũng có người thiện người ác cháu à, chứ không phải là người nào cũng ác không. Cái nước Trung Quốc cũng vậy. Như vậy thì thế giới Nam Châu nó có nguyên tử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, còn Việt Nam mình không có, làm sao mà chống chọi được cái kỳ tận diệt của Phật Tánh? Nó không có vô Việt Nam được cháu à. Đến chừng đó thiên la lưới bủa mới biết rằng trời Phật công bằng. Sau này Phật và Thầy về sẽ lưới bủa hết. Bơ mặt nhân không có vô nổi đâu. Mà những người nào không tu á là bị gắn vít trùm tha số quá á, đủ các thứ hết trơn cháu à. Thôi hết chứ. Thì nổ ba tiếng sống là thôi hết rồi ngủ bằng đó. Không có còn là súng bắn đạn đi gì nữa hết đó. Đúng rồi. Trời ơi xó biến bay, cá kia biến loại mà tại ai xe ngừng. Tất nhiên chim máy bay, đó là máy bay đó, tàu lặn rồi nó lặn nhau đó, là bắt đầu nó ở mãi bây giờ ở Biển Đông, bây giờ nó tàu chiến máy bay rồi tùm lum hết trơn rồi. Thì bây giờ cháu thấy nước Ukraine với thằng Nga đó, dân chúng bây giờ đói khổ tùm lum hết rồi, rồi thêm nạn tay lũ lụt rồi lẫm đất, người ta la làng la sớm ở mãi đó rất là nhiều. Thì đã nổ rồi, ông Tám nói cho cháu nghe đó. Thì từ tháng 8 trở lên bắt đầu sẽ tâm rồi. Tháng 8 là tháng con gà đó. Kịp. Ai mà biết sớm ăn năn, hoài đầu phướng thiện thì bằng tăng giúp giùm cháu à. Ông Tám không hứa đâu, ông Tám muốn đi đâu thì đi à. Nào có duyên thì gặp, không có là thôi. Ông Tám cũng còn cái thệ nguyện của ông Tám. Tám đi giếng núi lần, rồi chưa có thời gian. Để có nào ông Tám rảnh thì ông Tám đi, có duyên thì gặp ông Tám, nha. Yeah. Nếu như mà ông Tám nói gì đi núi, thì yeah. Ông Tám muốn đi cái đặt cái lợp, mà giờ này ông Tám chưa đặt đâu. Để có thời gian buồn ông Tám xin Biển Đông, xong rồi ông Tám xin về Bắc với Nam rồi hả, rồi lần lần cái ông Tám đặt cái lợp đó là xong. Đúng với câu giảng sao ông Tám?
tôi buồn đặt lập đặt lời, đặt chân chóc núi đặng trời cái vô. Chú giàu chú giữ cơ đồ, tôi nghèo tôi giữ lập lời của cha. Ngày sau đến lúc phong ba, cơ đồ không thấy mà lập cha vẫn còn. Đó cháu à, cơ đồ là cái những nghĩa lý của Phật đó cháu. Mình giữ theo chân lý đó là sau này mình sẽ được vinh hoa phú quý. Còn những người tạo ra tiền tài của cải vật chất thì rất là khổ đó cháu à. Đúng rồi, bây giờ đó không tu thì tới việc thì thối rồi là đi đâu còn thắng cái thối một cái nước tướng mà. Bây giờ mình không tu rồi tới việc tu cho được, niệm Phật có được gì đâu. Kẻ thị phi niệm Phật đưa đường, qua lộ văn giáo nói chàng thành sống. Nó chết hết. Bây giờ mình phải ăn hiền ở lành lúc này vậy đó cháu à. Thì rõ ràng rồi, giờ này ai là bậc tôn vi đó, phải theo thầy cho tới bờ tới bến. Trong cái phút này là phút chót rồi mà mình không tu thì bây giờ mình cứ lo ăn con chốt là mình ăn cái gì để mình tạo ra sự nghiệp tiền tài của cải cho minh mông rồi bỏ trôi sông trôi biển làm gì. Giờ này phải làm lương thiện, ăn thật nói thật rồi làm thật vậy đó. Rồi sau này mới gặp được Phật được thầy, trong cái cảnh màng quá kỳ chốt đã tới đây. Dạ thì em tám ơn, tại sao mà chiến tranh nó bùng nổ và năm chèo xuất hiện mà lúc đó Phật không xuất hiện để cứu cho bá gia bá tánh một cái nạn đó không tám, hay là Phật không có thương bà con? Cứu ông nội thì trong cái cuốn Tuy Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ đó, ngài có tiên tri ngài nói ngài về 7 ngày rồi ngài đi nữa, để cho chúng sanh đi trao quả, cho bổn đạo tôi trao quả. Người nào hiền lành thì các ngài dẫn đi hết rồi, còn người nào không giữ thì các ngài để lại. Vậy là không thể nào cứu được cái nhân quả của chúng sanh ha? Không, không, không được cháu à, không được đâu. Cứu căn á, thì Phật cứu được, cứu số mà không cứu đâu. Cứu căn á là những người ta biết hiền lương thánh đức, người ta hoài đầu trở lại, người ta biết ăn hiền ở lành, nói năng ngay thẳng, chân chất thật thà, thì đó Phật cứu đem về dự đời tương ơn thánh đức, sống muôn tuổi. Còn những người không nghe lời Phật, nói lời thiên chi là dốc, láo, đó thì sao thế này sẽ gặp nạn đủ thứ hết. Tại sao Phật không gom hết tất cả những người ở nơi đây về cực lạc không tất? Đâu có được, đâu có duyên. Nếu người nào có duyên Phật mới góp về, còn người không có duyên không chịu nghe lời Phật, không nghe lời thầy, hàng ngày gầy lộn với cõi trần, cấu xé nhau tiền bạc rồi là ruộng vườn đất cát. Thì trong cái cuốn của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ngài nói có lắm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền, rồi cốt nhục giết nhau, tranh lại dân giết chẳng đồng bào, tình huynh đệ rồi cùng nhau cố xé. Thì cái này Phật đâu có giữ lại làm gì, giữ là giữ người hiền. Tại sao không có xóa bỏ cái cõi ta bà được không đó? Chưa tới ngày sao xóa bỏ? Thì tháng 8, tháng 8 trở lên thì Phật sẽ lập đời thượng ơn thánh đức. Lúc đó rồi mới thay hồn. Tưởng rằng thế giới là yên và chúng sanh ta có biết. Rồi âm tính một tiếng rồi mới ngửa nghiêng hoàn cầu. Thu qua rồi trắng lại mới tỏ đầu, hào quang chiếu diệu mới nhiệm màu lô dương vậy đó cháu. Rồi thì là cuối mấy anh em ở đây với bà con cô bác có
viên được ông Tám em. Thì ông Tám khuyên cái lời tu nào cho bà con gấp, không có kịp cái thời kỳ cái bàn ba tặng gì vậy ta. Rồi ông Tám bây giờ cũng chia sẻ với hai cháu cũng lâu rồi, thôi cho ông Tám đi. Thì trước hết là cuối lời cho ông Tám chia sẻ với anh em trong nước và ngoài nước, gắn ăn liền ở lành, nói năng ngay thẳng, trời giờ trời ngày để lập đời tương ơn đánh đức, để về tại nước Việt Nam đặng mà dễ gọi lắm quá. Nước Việt Nam nằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Vậy đó cháu à. Thôi ông cứu hai cháu ông đi à. Rồi.